chồng mình đi mua burger ăn cả nhà ơi. Nửa đêm rồi mà đói bụng à. À, chỗ bán burger này gần nhà mình đó cả nhà, à, quán vỉa hè. Đây chồng mình đây. Đây là cái menu của nó là đó nha. Cái cho bên tầng á. Đây có nhiều người lại mua lắm cả nhà. Đây anh đẹp trai anh đang làm. Mình không dám lại gần. Sợ ông mắc cỡ ông nướng khét miếng thịt của mình nếu không gì. Mình burger này ngon lắm cả nhà. Món ăn đường phố ở Mã Lai. Anh sẽ để một ít rau vô. Đây chỗ này tối á, họ đang đánh cầu cả nhà. Ở đây họ đang đá cầu á, cho nên hơi ồn. Xe phi rồi cả nhà ơi, đau bụng quá. Hai vợ chồng lộ bộ vô đây mua đồ ăn. Chồng mình thì sách mua mặt nó bụng giùm nè, mặt cái mặt giùm, cái băng mặt nó bụng giùm mất cười quá. Anh gì đó ơi sẽ để rau vô cả nhà. Để rau mình hai mua hai cái. Cái đó là hành tây đó, anh đang để hành tây. À, với lại một ít ớt tương và nước sốt. Ở Việt Nam mình á thì tối á, ăn cái gì á, đói bụng á thì mình ăn hủ tiếu đồ, đi quán ăn vặt á, quán vỉa hè đó. Còn ở đây ở vỉa hè là chỉ có bán burger nè, món ăn của người Mã đó cả nhà. Có đó là trứng gà.
Chào cả nhà, chào cả nhà đến với kênh Thúy Malaysia. Đây xe hình như dội chá quá. Nửa đêm rồi mà hai chồng đói bụng quá, lộn bộ ra đi mua burger ăn. Thôi video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt cả nhà, và nhớ đừng quên đăng ký kênh Thúy Malaysia để đón xem những video tiếp theo về cuộc sống Malaysia của mình nha. Bye.